là mấy cây nho mà mình mua, tôi có cái tật á, thấy ai trồng cái gì ra trái là mê, là tôi bê về hà. Mà cái người trồng là tía tôi, tại tía tôi mát tay lắm, còn tôi trồng cái cây gì là chết cái cây đó. Hôm nay ba bệnh á, không có làm vàng cho mình được, qua nay á ba khỏe khỏe mới làm cho mình cái vàng nè. Mấy mốt nho ra trái tôi sẽ quay cho mấy bà xem nha, còn bây giờ thì tôi sẽ đi chưng yến cho ba của tôi ăn. Ba mình hôm nay thì cũng khỏe nhiều rồi, nhưng mà sức khỏe cũng còn hơi yếu, cho nên là ăn thêm yến thì sẽ rất là tốt. Đây là set yến bể 10g ở bên nhà mình, nói là yến bể vậy thôi chứ thật sự là nó như tổ yến thô vậy đó cả nhà. Nhưng mà giá thì lại rẻ hơn yến thô rất là nhiều luôn. Mấy bạn ăn cái loại này thì vừa hợp túi tiền mà lại ăn được yến nguyên chất nữa nha. Thấy lông nhiều thì ai cũng sợ, nhưng mà biết cách làm thì cũng không có lâu đâu. Đầu tiên mình ngâm cho nở ha, rồi sau đó mình sẽ lấy đi những cái phần lông to trước. Rồi bây giờ mình sẽ xả dưới cái vòi nước nào mình bóp cho thật là nhiều, coi vậy chứ yến nó dai lắm mọi người. Mình sẽ xả đi 4-5 nước cho cái phần yến tơ mọi người nó trôi ra hết. Rồi bây giờ chuẩn bị nha, một cái cây nhíp cho tôi. Đó các bạn thấy không, nó trắng rồi nè, cũng còn một vài lông nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình sẽ lấy đi những cái phần lông tơ nhỏ nhỏ, chuẩn bị cho mình một cái tô nước nhỏ nhỏ nha. Đó mình gấp mình bỏ qua như thế cũng rất là nhanh. Nói nhanh cho mấy bà ham vậy thôi chứ 10g yến này thì tôi lọc lông khoảng 30 phút nha mọi người. Đâu đó 30 phút mà không có hơn. Nhưng mà tính ra là lợi hơn các bạn mua yến hũ ăn rất rất là nhiều luôn nha. Chỉ cần bỏ ra khoảng là 30 phút thôi thì các bạn sẽ chưng khoảng được 10 hũ yến nha mọi người. Cái giá thành rẻ hơn yến các bạn mua ngoài chợ rất là nhiều, nhưng mà lại là được yến nguyên chất và dinh dưỡng nó còn nguyên luôn á. Tại tính mình cũng hơi kỹ á mọi người, sau khi mà mình lọc kiểu đó rồi mình bỏ qua cái rây, bắt đầu mình lại rây tiếp một lần nữa cho những cái tơ nhỏ xíu á mọi người. Tơ măng á nó rớt theo cái này nó xuống hết. Các bạn nếu mà mua được cái cảo á mà cái lỗ lưới nó to hơn một xíu là yên tâm nó ra hết luôn mọi người. Còn cái cảo của mình á, cái lỗ lưới nó hơi nhỏ cho nên là sòn sót lại một vài cái cọng tơ thôi. Nhưng mà mình thấy nó trắng tinh tươi như thế này là cũng ok rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho cái lượng nước tùy thích ha. Các bạn thích ăn đặc thì cho ít, các bạn thích loãng loãng thì cho nhiều xíu. Mình chưng khoảng 10 phút thì mình sẽ cho đường phèn vào nè. Ở đây hôm nay tôi bài dễ lắm mọi người, tôi cho gừng và tôi còn cho thêm cả nhãn nữa mọi người. Nhãn á cho vào nó thơm dữ lắm luôn, áp luôn cả mùi yến luôn á mọi người. Và cuối cùng á thì mình sẽ cho hạt chia vào nha, rồi chút hết luôn. Để nắp lại mình chưng thêm khoảng 4 phút nữa là mình đã có một cái tô yến quá nguyên chất luôn mọi người. Chưng lên như thế này thì đâu có ai biết đây là yến bể đâu phải không? Người ta cứ tưởng đây là tổ yến thôi, tại vì nó còn cái sợi yến nè. Mình chưng vừa vừa hà, không có đổ nước nhiều quá, cho nên mình rao khoảng đâu đó tầm là 10 hũ nha. Cái này nhà mình không có hũ cho nên mình ra được hai cái chai lớn cùng với hai cái hũ nhỏ. Nếu mà ra hũ vừa vừa là khoảng 10 hũ á, các bạn thích loãng hơn thì có thể ra tới 12 hũ nha. Mình bỏ thêm nhãn và gừng á, ăn nó vừa thơm mà lại ấm bụng nữa. Thường là mình không thích yến nguyên chất chưng do là mình kỵ cái mùi yến, nhưng mà hôm nay mình ăn mình không nghe mùi yến luôn cả nhà. Nói chung rất ngon nha mọi người. Hai cái hũ bự thì mình sẽ cắt vào ngăn mát tủ lạnh để dành cho ba của mình dùng dần á. Bạn nào muốn ăn yến nguyên chất có sợi yến như tổ mà lại có giá thành rẻ thì phải tìm tới yến bể nha. Hoi hoi, chào tạm biệt cả nhà đi nha. Đừng quên nhấn theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo của mình nè. Bye bye, ngồi lại nha.